Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nào mọi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chương trình ép Hồng Kim Phái nào mọi. Và vừa rồi thì sau 2 tháng trôi qua là tương đương gần 60 ngày, hai mùa event, thì Khả đã gom cho mình được thêm 3 món Hồng Kim Phái, đó là một cái áo xăm hòn từ mảnh 1 đến mảnh 8 anh em. Đó là áo xăm hòn, đó rất là cực khổ anh em. Rồi tiếp tục đó là một cái đai lưng phục ma của Thiên Long từ mảnh 1 đến mảnh 8. Nói chung là cũng khá là cực khổ đó mà, gần 2 mùa rồi. Đúng rồi, hello Nguyễn Võ nha. Và một bao tay điệp phát anh mời, 1 đến 8 nha. Và hiện tại đang thiếu mảnh 5. Và bây giờ video ngày Khải sẽ ép mảnh 5. Khải sẽ ép mảnh 5 và đập nó lên nha. Khải sẽ ép mảnh 5 và đập nó lên nha. Đập mảnh 5 và sau khi đủ mảnh sẽ đi ép đồ kim cho anh em xem nha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi ép. Mà trước khi ép thì Khải sẽ cánh ít may mắn này nọ. Khải đưa xe ra là Khải cánh may mắn này nó rồi này. Cho làm tí may mắn nha mọi người. Tí nữa anh Chí Dũng sẽ đi ép nha mọi người. Tôi sẽ lấy đó đỡ tăng cái độ may mắn, đỡ ép nha nè. Rồi, quá tưởng nè. Quá tưởng nè. Rồi, phải chia qua này bên Thiên Sơn nè. Rồi, quá tưởng may mắn là đủ nha em ơi. Rồi, ok, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Nói chung là trước mắt thì chưa biết mà mắt hay minh như thế nào, nhưng mà mình mong rằng cứ đủ thành công mảnh em là ok rồi, nên là mừng rồi, mà tại vì là thực sự là tìm mảnh chua quá rồi. Đến thời điểm hiện tại bây giờ nhưng mà mảnh em bao tay địa phát Khải vẫn không tìm ra. Thì video này Khải sẽ cố gắng thành công mảnh số 5 và sẽ đi ép cho anh em xem nha. Thành công mảnh số 5 và ép cho anh em xem. Và video tiếp theo Khải sẽ ép hai món kim phong phá tiếp theo. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào mảnh đầu tiên. Cố gắng nè mời, Khải sợ quá nè mời. Khải thiệt sự Khải quá sợ luôn nè mời, rung luôn nè mà. Rồi vô nha. Phẩm đúc nè. Lấy nè. Cái đầu tiên này Khải sẽ lấy dòng. Ý, sinh lực không có, trời cái này lộ lực, lộn rồi. Từ từ nha. Nỗ lực, lộn lộn lộn, từ từ Khải đi tìm cái sinh lực á. Ok nè mời, vậy chúng ta sẽ vào việc nè mời. Mảnh đầu tiên. Thời gian mảnh đầu tiên nó yêu cầu là sinh lực phẩm 8 nè. Rồi, khui này. Cái này làm chậm. Làm chậm thứ hai. Còn cái chón sẽ dòng cuối nè. Cái phẩm chón sẽ là dòng cuối nè mày. Chón ẩm 3 sẽ là cuối cùng. Rồi, ok. Giờ chúng ta sẽ ép dòng sinh lực đầu tiên nè mày. Lấy nè. Cố lên phẩm 8 dùng một cái nè mày. Mình đang thiệt sự rất ngóng trong luôn nè mày. Cố lên phẩm 8 dùng một cái. Phẩm nè. Sinh lực nè. Hiện tại mình sẽ bỏ cái tuần đầu tiên một hiện tình 7 nè. Hiện 1 nè. 4 thị tinh nha nè. Hôm qua Khải đập 2 thị tinh rớt nè mời. Thực sự là rất đen luôn. 2 thị tinh rớt là giờ công thức chuẩn là 4 thị tinh nè mời. 4 thị tinh là lên phẩm 8 nha nè. Cố lên, thành công dùm em đi. Cho em tốn rất là nhiều rồi đó nè em. Phẩm 8 dùm đi nè em ơi, phẩm 8. Ok, thành công phẩm 8 nè em ơi. Rồi, rồi, quá đẹp rồi. Tiếp tục cái phát thứ hai. Đó là thời gian làm chậm nè em ơi. Thời gian chậm thì tiếp theo chúng ta chọn lùm cho mình tiếp tục thời gian làm chậm nha em. Thời gian làm chậm phượng tường, thời gian làm chậm nha em. Ok, giam chậm phẩm 8 nha mọi người. Lấy nè, giam chậm phẩm 8 nha em ơi. Giam chậm phẩm 8 mà Khải có sẵn cái phôi nè và hiện tình xấu nè. Rồi ấn 1 nè. 4 viên thị tinh nha nè. Khả đã chuẩn bị sẵn thị tinh này. Đúng 3 phát rồi nè mày, cố gắng thành công nè em ơi. Với phẩm 8 giùm em cái nè em ơi. Nhìn kỹ lại thì đúng chuẩn chưa nè. Đây là lấy thời gian làm chậm phẩm 8 nè. Đúng chưa? Khổng tước thạch thời gian làm chậm phẩm 8. Rồi, cố lên. Cố lên, đừng thành... cố lên. Ok. Ok ok, hello Chí Trường nha. Game vào làm chương kỳ 1 nha tướng cơm ơi. Rồi. Yeah yeah, chuẩn bị thành công rồi anh Chí Dũng ơi. Trời ơi, sau 2 tháng rồi em à, 2 tháng rồi em ơi. Một cái cuối cùng nữa sẽ thành công mạnh số 5 nha anh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại và tiếp tục lấy cái mạnh cuối cùng, đó là mạnh thời gian chón phẩm 8 rồi em ơi. Thời gian chón phẩm 8 nha mọi người. Anh em đang theo dõi đừng quên đỡ lại khám lại chia sẻ hộ cho em ơi. Rồi, sống này nữa là cố gắng là 3 món hồng kim môn phái cho dành cho đường môn, có thể là sẽ đổi phái đường môn luôn nha em ơi. Cái hạt Chí Dũng sẽ đổi về đường môn nha em ơi. Đường môn 3 hồng kiều môn phái nè. Rồi, chón nè. Cố lên. Ok, phải tắt em phòi nè. Ok,
Thủy hiện 3 đây, ẩn 3 đây. Cho 40 nè mày, khả lái tổng phôi mát không nè mày, cho tỷ lệ cho cao nè mày. Hiện tinh này, hiện tinh 5 này, hết hiện tinh 6 rồi nè mày. Hiện tinh 5 thì nó cũng ok. Rồi, 4 hiện tinh. Ôi, tính ra ép một lần này là tốn 1 kim rưỡi rồi nè mày. Gần 1 kim rưỡi nè mày. Ủa, duyên. Tính ra cái mảnh này tương đương gần 8 kim nè mày. Chưa tính xịt 7 kim rưỡi, 7 kim. Phần 8 giùm em anh ơi, phần 8 em chúc mừng ấy coi. Phần 8 giùm em, phần 8 giùm em nha. Ôi trời ơi, đậu xanh. Đâu, chết mất kim rưỡi nữa. Trời ơi. Lỗ thiệt chứ. Á cây thiệt sự nè mày, lỗ thiệt sự nè mày, rớt nữa rồi. Á cây quá luôn nè mày, đúng cây luôn trời. Rớt sao mà rớt. Rớt này là rớt lần hai là mất hết này 6 kim rồi, vãi nồi. Đây nè. Đâu. Rớt. Ôi trời ơi, vãi đạn thiệt chứ. Đúng một cái chót nữa, rớt cây thiệt. 4 viên thủy tinh đâu ra nữa đây. Đâu khả đi khèo mua chút bán 4 viên thủy tinh nữa mà. Trời ơi, lầy luôn. Á cây thiệt. 4 thủy tinh nữa. Đúng cây luôn rồi, á trong 40 vẫn rớt. Nhỏ thiệt. Tình 3, tình 5 đều được hết nè em ơi. Chết. Cái mảnh này gần 10 kim thiệt sự luôn. Vãi đạn thiệt, rớt nữa. Rớt 4 phát rồi nè em ơi. Đây nè. Hôm qua rớt phẩm sinh lực nè. Rớt phẩm làm chậm nè. Rớt phẩm chón là rớt 3 phát đã cây rồi. Mất gần 3 kim hơn nè. Cái này, một cục này chơi 4 thì tình vẫn rớt. Thành mất 4 kim rưỡi rồi. Lỗ 4 kim rưỡi rồi. Vãi thiệt. Chón phẩm tệ, phẩm 8 anh ơi. Cái này chón phẩm 8 anh ơi. Nè, chung nhũ giảm chón cấp 8 mới ép được. Giải mới nói, không có hiện tinh 6, hết hiện tinh rồi. Hiện tinh 3, hiện tinh 5, hiện tinh 6 cho nó như nhau thôi anh. Đồ, cây thiệt. 1 kim rưỡi còn 100k nè mày. Lỗ rồi, ép giờ lỗ rồi. Đợi khả đi mua hiện tinh rồi. Ok em ơi, và vậy rồi đã xịt thì mất 1 kim rưỡi rồi mày. Cái mảnh đó thiệt sự hôm qua khả nó xịt 3 phát rồi, thì một mảnh vừa rồi đã xịt 4 phát. Ui, mất ăn mất ngủ rồi mà, mất ăn mất ngủ cái mảnh nên mảnh 5 là luôn rồi mà. Rồi, tương đối bây giờ là chúng ta đã theo yêu cầu thì đã đủ được sinh lực phẩm 8, thời gian chậm phẩm 8, thuần thủ phẩm 7, chu sa khoáng tăng năng lực phẩm 8 và đã có bí kíp hãm tịnh, loạn hồng kích và mảnh thiên thạch. Và chúng ta đang thiếu cái cuối cùng là chung nhũng giảm chón cấp 8 nha anh em ơi. Đây. Vừa rồi đã rớt thiệt sự rất cay luôn anh em ơi. Đúng cay luôn mọi người. Ok, bây giờ tiếp tục mảnh này có thể nói như thế nào đây, anh em cùng chờ đợi nè em ơi. Thành công dùng cái rồi nè em ơi. Lấy nè. Bỏ thì tin cờ đó vẫn rớt. Cây thiệt, chón dòng cuối nha em ơi. Cố lên. Hiện tinh 5 nè. Cái này hiện tinh 3 hôm qua vẫn lên nè. Điều khả sợ rớt khả cho hiện tinh 5 luôn á. Không có tiếc hiện tinh. Từ khả bỏ phút duyên à. Cây chuẩn bị thêm 4 bình hữu duyên nữa mà, này khá thiếu. Cây quá cây. Rồi, lên cái này nữa là có bao tay để phát nha em ơi. Lên mảnh này dùm cái có bao tay để phát nha em, bao tay để phát đồng môn nha. Một bao tay, một cái mảnh không đã tương đối gần 500-600 nghìn nữa nè. Quá căng luôn. Rồi nè, hiện tinh 5 nè. Tinh 5 nè. Chón ẩn 3 nè, 4 thì tinh. Lúc nãy khi đập 3 phát thì lên được 2 phát rồi em ơi, một phát xịt nè em ơi. Chung là tỷ lệ thành công là tương đối là 75%. Mang cái này lên dùng cái. Anh em ủng hộ lên anh em ơi. Like cho xem hôm mạnh anh em ơi. Chón ẩn 3 nha anh em ơi. Lấy phôi cực kỳ cao luôn mọi người. Thành công anh em ơi. Thành công. Ok. Xong anh em à. Úi xời ơi. Ok. Rồi chúng ta sẽ ra mảnh số 5 và đi ép vào tay luôn nha anh em. Rồi ok. Thành công mảnh 5 cái nào. Thành công mảnh 5 cái nào. Đây, tất cả các mảnh khả sẽ kêu ra cho anh em xem. Chỉ thiếu đúng một mảnh 5 thôi anh em ơi. Bao tay điểm phát anh em ơi. À, đúng chùa luôn. Đúng là anh em là ép đồ anh em mới biết được cái cực khổ và gian nan của nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra mảnh 5 nha anh em. Mảnh 5 thì ở cái phần này thì bao tay điểm phát nó auto lên nên là không phải sợ nữa, đồ phổ nè. Đồ phổ nè. Mạnh số nè. Sinh lực nè.
À, nhưng thiếu những hiện tinh nữa phải. Lấy những hiện tinh 3 này. Cần nhiều giai đoạn nào mà đơn giản đâu nè. Một mảnh anh em thấy không? Ép rất là cực khổ. Rồi nè, đồ phố nè. Rồi hiện tại khóng phần 8 nè. Khổng tước thạch phần 8 nè. Phần 8 nó rất là khó anh em, phần 7 nó dở nha. Phần 7 nè. Phần 8 nè. Phần 8 nè. Số 5 nè. Hiện tinh nè. Bí kíp nè. Ui. Rất nữa tách like nghỉ luôn nè. Ok chưa? Xong nha anh em. Ui trời ơi. Quá tuyệt vời nha anh em ơi. Ra thành phẩm nha. Ok, và chúng ta sẽ về khu vực Tương Dương. Ơi. Đúng rồi Trần Ngọc ơi, hiện tại Khải đang cố gắng lên đồ đường môn anh em ơi. Hello anh em vô nha. Hello mọi người, anh em đang xem đừng quên đỡ lại Khải like share hỗ trợ anh em ơi. Hello Trần Nghiệp, hello Nguyễn Anh Tuấn nha. Ok, bây giờ trước khi ép thì cái mảnh này nó đang là mảnh cũ nữa mà. Nó đang là mảnh cũ của cái mảnh cũ là 5/6 anh em. Thì bây giờ Khải sẽ ghép nó về mảnh mảnh 5/8 nha mọi người. Thôi anh em đúng không? Okay. Lô. Anh em ơi, bỏ chỗ này đúng không anh em? Lô. Không hiểu à. Cương không hiểu à. Mẹ cầm cái áo lên kia thử xong. Ok. Thành mảnh 5/8 chuẩn nha anh em ơi. Rồi, đủ mảnh nha anh em. Rồi, và bao tay địa phát chúng ta sẽ bắt đầu xuất hiện trong video này. Anh em đang theo dõi đừng quên đỡ lại khám lại chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Bao tay địa phát anh em ơi. Ok, sau 2 tháng chờ đợi thì chúng ta đã xong được bao tay địa phát. Mảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ui, cảm ơn Võ Hiếu đã tặng cho Khải một bông nha anh em ơi. Rồi, vừa rồi thì Khải đổi bao tay mảnh 5/6 là mảnh thường nè. Và Khải đổi về 5/8 là chuẩn của cái này nha anh em ơi. Rồi, ok, vô. Hộp mảnh Hòn Kim Môn Phái Vĩnh Viễn. Loại 8 mảnh. Hộp loại 8 mảnh. Đường môn. Nội cái bao, nội một cái mảnh, một mảnh này không đã hơn 700.000 rồi nè, mà hơn 10 kim rồi. Tầm tương đối 10 kim rồi. Rồi, tiếp trang tiếp theo. Đường môn. Cái này là bao tay để phát là đường môn phi đao nha nè. Tay để phát là đường môn phi đao nha. Ê, bao tay để phát là đường môn bom chứ. Môn bom chứ. Đường môn bom chứ. Để phát là bom chứ. Đường môn 7. Đây rồi. Đây, địa phách khấu tâm trạng này mà. Nó đây rồi. Khui hàng nha em ơi. À, ok, sau khi Khải đã chuẩn bị xong 8 mảnh anh em. Vô nha. 1 2 3 4 5 6 7. Anh em cùng like chia sẻ mở anh em ơi. Khui. Đó. Yeah. Đừng bơm bơm anh em à. Lượm tiền nào. Lượm tiền. Khui. Đủ một cấp phần thưởng mắt. Hên quá, đặt chó nha em ơi. Đồ xém xịt chó là chết mẹ luôn. Một cấp nè em ơi, má ảo thiệt sư. Đặt móc. Một cấp à. Sao ba cấp đi nè. Cái thiệt luôn. Nói chung là đường môn này thì xin tâm thích thì tăng được ít đam nè em ơi. Hơn là đặt chó nè em ơi. Đồ tưởng pin chó nữa là nghỉ chơi luôn nha em. Quá đẹp. Ôi hồi chua quá. Một bộ tay gần mấy triệu vạn nè em ơi. Một cấp. Nói chung là hiện tại bây giờ á, những bộ tay như thế này là server rất là hiếm nè em ơi. Nói chung là đặt chó là ngon nè em ơi. Má tưởng không đặt chó là chết luôn nè em ơi. Hello anh em mới vô nha. Kính chúc anh em một buổi xem video dễ nè em ơi. Video này thật sự là một trong những video rất tâm huyết luôn em ơi. Hơn 2 tháng mới được một bao tay đường môn. Bao tay đường môn của server. Bao tay này là bao tay điện phát, bao tay đường môn bom nha em ơi. Và hiện tại được một cái xuyên tâm thích. Thì cái này là bom, đường môn bom xuyên tâm thích thì không quan trọng nên. Quan trọng là ở đây là mình được cái phòng thủ 29 mát nè. Làm chậm đặt móc 40 nè. Và chón đặt móc nha em ơi. Còn cái này là khá là ngon mà. Tưởng mà nó không lên nữa chết luôn em ơi. Mát là em tương đối mát rồi đó. Còn cái bom xuyên tâm tích thì cái bom nó đâu quan trọng đâu. Tại vì mình chủ yếu là mình đang chơi đường môn bảo vũ. Mình đang lên đường môn bảo vũ cho anh em. Cái này gọi là mát rồi đó. Một cấp không quan trọng nha anh em.
Ok, quá đẹp anh em ơi. Rồi, và chúng ta đã xong một bộ tay đường môn. Hiện tại là Khải chơi đường môn bảo vũ rồi anh em. Nên là cái một cấp này thì xuyên tâm thích là gọi là cái xuyên tâm thích này gọi là bom sát thương vật lý thì phải. Nhớ không nhầm là bom sát thương thương vật lý anh em ơi. Đúng không anh em? Cái bom này thì mình đâu có đặt bom đâu mà quan trọng cái này làm gì. Rồi ok, nói chung là bộ tay quá đẹp anh em ơi. Quá đẹp. Phòng tủ 29 đường đói má rồi đó. Rồi đặt móc 40 chậm, đặt móc 40 chọn, ok, quá đẹp, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục một video lên áo xăm hòn đường môn anh em ơi. Anh em có thể chờ đợi video tiếp theo. Và đang xem video này đừng quên đón lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và chúng ta sẽ lên áo xăm hòn anh em ơi. Chúng đặt móc chuẩn rồi anh em ơi, đặt móc đẹp ok rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ lên áo xăm hòn đường môn tiếp theo cho anh em xem nhé. Ok, và chúng ta sẽ lên áo xăm hòn đường môn cho anh em xem. Anh em cùng chờ đợi tới Khải giao dịch mảnh qua tiếp tục lên áo xăm hòn cho anh em xem nha. Đừng quên đón lại video Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Xin lực 260 chậm 43 xuyên tâm thích vứt. Tại vì là 7 không quan trọng anh em ơi, Khải chơi đường môn 7 không quan trọng nha anh em. Tại vì đường môn đánh đường môn bảo vũ á. Vòng thủ lý 29 nha anh em ơi, nội lực 146 và thời gian chón. Đó. Ở bao tay này lợi thêm thời gian chón nữa nè. Nó chắc chắn là hơn đầu tím ở thời gian chón 44 nha mọi người. Rồi. Bom tình yêu á, bom tình yêu. Ok, đúng rồi, đặt móc rồi anh em ơi. Chủ yếu là phần thủ lý và chón là ok chuẩn rồi anh em. Tại vì cứ làm chậm là chắc chắn nó lên rồi. Chủ yếu ở đây là Khải là sợ min cái chón anh em ơi. Khải sợ min cái chón thôi. Cái chón là từ 30 đến 50 nha mọi game. Cái chón là từ 30 đến 50 nha mọi người. Rồi. Và đã lên 44 chón rồi, gọi là mắt chón rồi anh em. Đặt móc 40 chón rồi anh em mọi người. Ở bao tay này thì chắc chắn nó sẽ hơn đầu tím anh em à. Ví dụ đi, bao tay tím thì nó sẽ được phần thủ lý chậm 40, sinh lực lực hết. Còn bao tay đường môn thì nó lợi được ở chỗ là mong muốn ở đó là Khải muốn được móc 40 chón và đã thành công móc 40 chón nha anh em. Đã thành công móc 40 chón nha. Rồi. Bây giờ thì Khải sẽ tiếp tục lên áo xăm hòn cho anh em xem. Ok, xong một món nha anh em.